Okay, hello. Hello, good evening. Okay, so how are you today? Oh my God. Oh my God, you got infected from COVID-19? Nào ngồi xuống nào. Vương Vương bị ốm à? Khỏi chưa nhỉ? Vương đã khỏi chưa? Chưa. À, vẫn chưa đỡ à? Ok. Thế hôm nay mình sẽ làm bài kiểm tra nha. I will share screen for you. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần nghe cho cô này, listening này. Mình sẽ nghe phần ví dụ nhá. This is your Hello, this is Jiangan 4. Listening test. Task 1. Listen and tick. There is one example. She's listening to music. She's listening to music. She's listening to music, đúng không? Mình sẽ nghe thấy là she's listening to music. Mình sẽ đánh dấu tick ở đây. Nào. Hello. Máy của Vương có bật được cái công cụ để mình viết lên trên màn hình cho cô được không nhỉ? Có ạ. Thế thì bật lên xong viết lên trên màn hình cho cô nhá. Tick nhá, nghe. Nghe xem là bức tranh nào. Bức tranh A hay bức tranh B, sau đó sẽ tick vào đáp án đúng cho cô này. Nào, nghe nhá. Let's listen. Listen and tick the box. One. He's writing a dictation. Nào. Nào number one, mình tích vào đâu đây? Vương nào, number one tích vào đâu đây? Number one, Vương tích. He's writing a dictation. Tích câu B. Tích cho cô nào. Ok, good. Now number two. Two. They're painting masks. Gì nhỉ? Number two là gì? A or B? The painting mask. A or B is correct. Đáp án nào the nhỉ? Painting. They're painting a mask. Mask là gì Vương? Do you remember? Mặt nạ. Thế thì mình sẽ chọn A hay B nhỉ? Nào, tích cho cô nào. Listen and tick mà. Nghe và tích cho cô nào. Number three. Three. They're skipping. Nào, number three là gì? A or B? Go. A or B nhỉ? A or B is correct. Go. Con chọn câu nào nhỉ? B. Câu B. B. B là gì? They are gì? They are skipping. Skipping. They are skipping. Tích cho cô nhá. Tích vào đây cho cô này. Now, number four. Four. He's making paper boats. Now, number four, A or B is correct. Co. B.
B. He's making a gì nhỉ? Paper boat. Paper boat. Bạn này gấp thuyền giấy đúng không? Paper boat. Nào, number 5. 5. They're playing football. Now, A or B, correct? A or B? Okay, very good. So, okay, 5 trên 5 đúng không? Đúng hết này. Okay, means okay, I will give you 5 stars. Okay, it's time for it's boy. Mỗi một câu trả lời đúng sẽ được một ngôi sao. Okay. Now. Oh my god. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, 5 stars for you. You listen and tick the. Now, mình sẽ có tattoo vẫn là nghe nhá. Listen and tick. Tick này. Or cross. Đây là dấu tick, còn đây là dấu cross. Cross là dấu nhân này. There are two examples. Nghe nhá. Task 2. Listen and tick or cross. There are two examples. What do you like doing? I like flying a kite. Câu này what do you like doing? I like flying a kite. Nếu mà câu nào Chim là... What's your hobby? I like playing the piano. What's your hobby? I like playing the piano. Now, câu đầu tiên là... Can you see the cross? Oh my god. These are two examples. Phương nào, chú ý cho cô nha. Nào, câu đầu tiên. Câu đầu tiên họ hỏi là what do you like doing? Bạn thích làm gì đúng không? Và họ nói là I like playing a kite. Thì nếu mà nói đúng thì mình sẽ đánh dấu tích cho cô này. Xong câu tiếp theo họ hỏi là what are they doing? À, what are your hobbies? Sở thích của bạn là gì? Thì là gì nhỉ? I like gì? Playing the piano. Playing the piano. Cho nên là đáp án này là sai. Thì mình sẽ đánh dấu cross, đánh dấu nhân vào đây cho cô. So do you understand? Vương có hiểu không? Yeah. Vương có hiểu không? Good. Nào bây giờ mình sẽ nghe và đánh dấu tick nếu mà đúng. Và đánh dấu cross nếu mà sai nha. Nào nghe nha. Đúng thì sẽ đánh dấu tick này. Sai sẽ đánh dấu nhân cho cô. You listen and tick or cross. 1. What do you like doing? I like singing. Two. What do you like doing? I like playing the piano. Three. What's your hobby? I like playing the guitar. Four. What's your hobby? I like reading. Five. What's your hobby? I like watching TV. You finish? Yes or no? Yes. Okay, good. Okay, owner, your answers are correct. Very good. Okay, so 5 star. More 5 star for you. Okay, thêm 5 ngôi sao nữa này. Okay. So Vương has 10 stars. Very good. Nào, mình sẽ đến với phần tiếp theo cho cô. Cô xóa mấy cái này đi nha. You listen and... Now. That's 3. Listen and circle the correct answer. There's one example. Nghe vào khoanh đáp án đúng này. Sẽ có một ví dụ ở đây. Mình sẽ nghe nha. Listen. 3. Listen and circle the correct answers. There is one example. Where were you yesterday? I was on the beach. Where were you yesterday? I was on the beach. Trong cái audio người ta nói gì nhỉ?
Well, well, it was yesterday. I want to be. I was on the beach, đúng không? Hôm qua bạn ở đâu? Hôm qua mình ở bãi biển. Thì mình sẽ có ba cái sự lựa chọn ở đây. There are three options. A, B and C. And you circle the correct answer. Và Vương sẽ nghe và chọn cho cô đáp án đúng. Do you understand? Vương có hiểu không nhỉ? Yeah. Okay, good. Nào, mình sẽ nghe nhá. Three. Okay, now mình sẽ có there are five questions here. So let's listen and circle the correct answers. Now. You listen and circle the correct answers. Nghe và khoanh đáp án đúng cho cô nha. One. When do you have maths? I have it on Tuesdays and Thursdays. Nghe và khoanh cho Two. Cô. What's your hobby? I like cooking. Three. What are they doing? They are playing volleyball. Four. What subjects do you have on Thursdays? IT, art, and science. Five. Where's her school? It's in South Village. You finish? Nào khoanh cho cô chưa, Phương? Circle the correct answer. Now, now listen again. Và mình nghe lại nha. Vừa khoanh và nghe lại cho cô này. One. When do you have maths? I have it on Tuesdays and Thursdays. Two. What's your hobby? I like cooking. Three. What are they doing? They are playing volleyball. Four. What subjects do you have on Thursdays? IT, art, and science. Five. Where's her school? It's in South Village. Okay, it's correct. Okay, or grandson's correct. Congratulations. Nào, đúng hết rồi. Chúc mừng Vương. That is the end of task three. Okay, one, two, three, four, and five stars. Okay, you erase your answer. 29. Okay, now mình sẽ đến với chuyển sang phần tiếp theo nhá. We can move to the reading and writing. Phần đọc và phần viết này. Now, look and write this one example. Mình sẽ nhìn vào trong bức tranh này. Nhìn vào trong các cái chữ cái này. Mình là, đây là một tổ hợp các chữ cái bị sắp xếp lộn xộn, không theo thứ tự. Thì nhiệm vụ của Vương sẽ là nhìn vào bức tranh này, look at the picture and rewrite the word và viết lại. Viết trên đây hay là viết vào vở hả cô? Viết trên đây. Nào, number one. Look at the picture and rewrite the word. Viết lại nào. Đây là từ gì nhỉ? Panting mouth. Okay, good. Viết lại cho cô nào. Oh my god. Máy của Vương không có cái công cụ văn bản à? Công cụ để viết ấy. Mình chỉ... Có cô ơi. Ừ, bật cho cô cái công cụ chữ... Để... chữ T đây nào. Để dùng biến. Biến lại đây. Ừ, có công cụ chữ T để viết chữ như này không nhỉ? Có ạ. Ừ. Đây. Có. Để biến lại. Đánh dấu. Nhưng đánh dấu có cái có nó có cái phần mềm vòng chữ ở đây mà. Không mà mẹ đến đây đi đi máy lên có. Đó, không bút này. Đấy. Ừ.
Không phải, ý cô là cái công cụ văn bản để mà mình đánh văn bản như này này. Có không Vương? Không có đúng không? Oh my god. Không có à? Ok. Ừ, không có thì mình vẽ chữ lên bảng cũng được. Nào, vẽ chữ painting mask lên bảng cho cô. Oh my god. Okay, it's correct. Okay, it's correct. Nào. Đúng rồi, cô sẽ tẩy đi nha. Bây giờ mình viết cho cô bức tranh. Ok, picture number 2 nào. What are they doing? They are painting. Painting đúng rồi, painting nào, nhìn cho cô nào. Đây là gì đây? Making. Making đúng rồi, making gì nhỉ? Making gì? Paper purse. Không phải. Paper, nào. Baking, paper. Con rối. Nào, con rối là gì? Con dối là gì Vương? Puppet. Nào viết cho cô từ making puppet xem nào. Making puppet. Oh my god. Oh my god, I can see. I can see your writing. Nào, cô không thể nhìn rõ được bạn Dương viết cái gì. Nào, nhà mình sẽ có từ making puppet viết như này. Making. Oh my god. Puppet viết như này này, Vương nhớ chưa? Đúng chưa? Vương viết không đúng đâu. Sai rồi. Nào, number 3. Number 3 là gì đây? Look at the picture and tell me what are they doing? The writing. Drawing gì nhỉ? Picture. Đúng rồi, drawing pictures. Nào, number 4 là gì? Nào Vương ơi, bây giờ mình không phải biết đã trả lời cho cô nào. Number 4 là gì đây? What is she doing? Number 4 là watching a video. Watching videos. Không phải mà là watching nhiều video nha. Video có S đấy. Watching videos. Nào, what are they doing? Listening to music. Listening to music. Very good. So, okay. Now, Phương sang một câu, đúng không? You have a wrong answer. So, I will give you 4 stars. 5 ngôi sao nha. Okay. 4 ngôi sao thôi. 4 stars. A lot of stars. 1, 2. Một ngôi sao à, cô? Tại vì con viết sai cái chữ making puppies này. Đúng chưa? Vâng, viết sai mà. Now next. Read antics or cross their one example. Now example, he is playing badminton. Cái này đúng hay sai Vương? Đúng ạ. Đúng đúng không? Đúng thì mình sẽ tick. Còn ngày đây, chỗ này, he is playing football. Yes or no? No, đúng không? No, nên mình sẽ cross. Mình sẽ đánh một cái dấu x ở đây. So, what is he doing? Anh ấy đang làm gì đây, Vương? What is he doing? He is playing... Bóng rổ là gì? Basketball. He is playing basketball. Now, next, mình sẽ làm bài tập cho cô nha. Đây. Now, number one. Đọc, nhìn vào bức tranh này. Đọc câu này và tích dấu x hoặc là dấu v cho cô. Làm từ number 1 đến number 5 cho cô nha.
Very good. Congratulations. Okay, all of your answers are correct. So I will give you five more stars. Thêm 5 ngôi sao nữa nha. Okay. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, and 5. Oh my god. Mm. Vương bị COVID lâu chưa? Lâu rồi cô. Ừ. Thế bây giờ vẫn chưa khỏi? Bị mấy hôm rồi Vương? Bị một tuần chưa? Chưa. À chưa. Hơn một tuần rồi cô. Ừ. Ở nhà Vương có Vương bị mấy cả anh bị thôi à? Bố mẹ có bị làm sao không? Ủa? À bố mẹ cũng bị luôn. Oh my god. Thì mỗi bà con không bị thôi, mỗi bà con không bị thôi. Ừ. Bây giờ cô cũng đang lo không biết cô có bị không? Tại bố cô cũng bị. Nào. Star 3. Okay, read this. Hey. Select a word from the box to fill. Nước đâu vậy? Select a word from the box to fill each gap. That's one example. Nào, mình sẽ có là 6 từ mới ở đây. À, không phải 6 từ mới mà sẽ có 6 từ vựng ở đây. Nhiệm vụ của Vương là sẽ điền từ câu số 1 đến câu số 5. Nào, số 1 mình điền gì? Điền các một... từ vào chỗ trống. Ừ, số 1 điền từ gì nhỉ? Điền điền từ nào? Phương, số 1 điền từ gì? Đọc lên cho cô được, không cần viết đâu. Số 1 điền từ gì? Monday. Okay, it's correct. Now number 2, số 2 điền gì? IT. Oh, it's correct. Now, number three, Vương điền gì nhỉ? Number three, con điền gì nào? Ừ, nào, hôm nay là thứ hai này. Internet này. We are surfing the internet là gì? Chúng tôi đang lướt mạng đúng không? For our IT project, cho cái dự án công nghệ thông tin của chúng tôi. Nào, number 4 là gì? Her birthday. I had a birthday party. Tôi có một bữa tiệc sinh nhật. With a lot of classmates. Với rất là nhiều bạn cùng học. Ok, and number 5 là gì Vương? Number 5 là... And dance, đúng không? We watch videos, listen to music and dance. Chúng tôi xem video này, nghe nhạc và nhảy múa. Okay, so 5 stars for you. Okay, a lot of stars today. 1, 2, 3, 4, and 5. Mm-hmm. Now next. Oh my god, now we will move to speaking. Đến phần nói nha. Let's talk. Now, what do you like doing at break time? Vào giờ nghỉ giờ ra chơi thì Vương sẽ làm gì? I like playing football. You like playing football. Now, what do you like playing in your free time? Vào thời gian rảnh thì Vương thích làm gì? Chơi cái gì? I like... You like... Vương thích làm gì ở thời gian rảnh nhỉ? What do you like playing in your free time? Okay, tell me your answer. Vương thích làm gì? Nào, trả lời xem nào. Thế Vương trong thời gian rảnh Vương không thích làm gì à?
Không. Ừ, thế vương bịa ra cũng được. Nào, cô thích làm gì? Anh là... watching a TV. You like watching TV. Okay. Next. What is your hobby? What is your hobby? Bạn thích làm gì? À, sở thích của bạn. Sở thích của bạn là gì? What is your hobby? Này. You like? Playing badminton with my father. My brother. You like playing badminton with your brother. Next. Now, what do you like doing in the evening? What do you like doing in the evening? Dinner. Gì nhỉ? Vương thích làm gì vào buổi tối? Vương thích làm gì vào buổi tối không? I have dinner my with family. Nào nói linh tinh nào. What do you like doing in the evening? Ví dụ mà mình nói là tôi thích có một bữa tối với gia đình của tôi. Thì mình sẽ nói là gì? Sẽ nói là gì hả Phương? I like having a dinner with my family. Viết câu này là vở cho cô đi Phương. Viết vở nha. I like having a dinner with my family. Tôi thích có một bữa tối với cả gia đình của tôi. Okay. Okay, you finished? Yes. Okay, good. Next. Now, do you like singing? Vương, do you like singing? Do you like singing? Yes or no? Yeah, no, 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 I do. No. No, you don't. Oh my God. Next, do you like playing badminton? Yes, I do. Yes, you do. Okay, next. Now, listen and answer the question. Okay, now look at the timetable here and answers my question. Okay, is today is it Tuesday? What subject do you have today? Look at the timetable. What subject do you have on Tuesday? I have math, English, now, and art. Nào nhìn vào đây cho cô cơ mà. Nhìn vào cái thời khóa biểu này. Hôm nay là thứ mấy? Today is Tuesday. Hôm nay là thứ ba này. What subject do you have today? Vào thứ ba thì Vương có những môn nào ở trong cái thời khóa biểu này? I like I have Academy. Science, English, and IT. Good job. Next. Now, today is Wednesday. What subjects do you have today? Wednesday. I have math, Academy, English. Music. And music. Good. Next. Now, when do you have science? When do you have science? Khi nào thì Vương có môn khoa học đấy? When do you have science? I have must Tuesday.
cả Thursday. Ừ, mình trả lời cho cô là gì? I have science on. On Tuesday and Thursday. Next. Now, when do you have IT? When do you have IT? Khi nào thì Vương có môn IT? IT Tuesday and Friday. I have IT on Tuesday and Friday. Okay, next. Do you have English on Tuesday, Wednesday and Friday? Nào, nhìn trên bảng cô nào. Look at my screen. Do you have English on Tuesday, Wednesday and Friday? Yes or no? Do you have? Yes. Yes. Okay. Next. Oh my god. Now. Do you have Vietnam okay, do you have a mask on Monday and Tuesday? Do you have a mask on Monday and Tuesday? No. No, okay. So when do you have a mask? When do you have a mask? Now look at the time. Monday and Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Okay, now do you have music on Thursday? Do you have music on Thursday? No. No, okay. So when do you have music? I have music on Wednesday. Mỗi Wednesday. On Wednesday. Okay, so when do you have Vietnamese? When do you have Vietnamese? I like Vietnamese. Now Vương, stop. I like I now. Have Vietnamese. I have Vietnamese. Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, good job. Now, do you have art on Friday? Do you have art on Friday? No. So when do you have art? When do you have art? I have art Monday. And what subject do you have on Friday? What subject do you have on Friday? I have it on. Now, what subject do you have? Là Vương có môn học gì vào hôm thứ sáu nào? What subject do you have on Friday? I have math, Vietnamese, and English and IT. Okay, good job. Now. Hôm nay Vương thử đếm cho cô xem là Vương có bao nhiêu ngôi sao ở đây. How many stars do you have today? Một, hai. Đếm tiếng Anh ba. Cho cô đi. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oh my god, you have 29 stars today. Okay, congratulations. Thank you for joining the test. Okay. So it is the end of our test today. Thế là mình kiểm tra xong rồi nha. Okay. So do you have any question for me? Phương có câu hỏi gì không? Không ạ. Okay.
Thế thì ok, mình sẽ gặp lại nhau vào buổi tới nha. Goodbye and see you again. Buổi sau mình sẽ học bài mới. Con chào cô. Goodbye and see you again. Oh my god. Bye teacher. Goodbye Vương.